chào anh em, ngày mới tốt lành. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em một trò chơi đỉnh cao của hãng Konami, mọi người thường gọi là tiếng Hồng Bonus. Đây là phần 2, cũng là một trò tổng hợp ở trong Konami Wii World 1. Xưa giờ các anh em chỉ có làm quen được với cái trò tổng hợp Konami này thôi, ít có ai chơi được cái trò lẻ chính gốc của nó. Thì hôm nay anh em sẽ được tận mắt chứng kiến một trò gốc của nó như thế nào. Tôi sẽ đi một đoạn trailer với một quách quần tôi đã chơi hoàn thành ở đoạn cuối cùng giải cứu nàng tiên cá. Đây là cái phần nhạc tổng hợp ở trong Wii World 1 đấy. Nhạc Wii World 1 là nó sẽ dùng cái nhạc này đấy. Đây, thế là đã xong, mình đã hoàn thành giải cứu này đi cả. Đây cũng là lần cuối cùng kết thúc game. Xong rồi, các anh em muốn chơi khám phá trò này thì hãy đem cho mình một băng gốc chuẩn để chơi. Nó rất là bí ẩn và đầy bí mật, đi rất là hay, phiêu lưu từ nhà bỏ hoang rồi đến hang động rồi đến khu vực núi lửa rồi băng tuyết rồi ở dưới nước đáy đại dương, rất là hay. Đi giải cứu 6 người và cuối cùng là hàng tiên cá.